Mày nhìn con. Mày đẹp mặt biết chưa? Đẹp mặt chưa? Làm cái gì sai đâu? Thì ông nói với con ông chưa có vợ thì con nghĩ là chưa có vợ. Không biết đâu, con cũng bị lừa mà. Ngày mai mày đem trả hết đồ ông đưa cho mày. Rõ chưa? Tôi không có trả. Cái này là người ta cho tôi không có xin. Vợ người ta tìm tới tận đây. Mày cầm đồ người ta xài mày không thể nhục bà. Hả? Bà lúc nào bà cũng nghĩ người khác. Có bao giờ bà để ý tôi một chút không? Hả? Tôi bị lừa. Ba má có để cho mày khổ không? Mày phải làm mấy cái chuyện đó. Hả? Nó để cho con khổ không à? Không cần để con cũng đủ khổ rồi. Con đi ra đường á, con quê với người ta lắm. Cái gì con cũng không có, cái gì con cũng không có như người ta hết. Rồi con ngước mà con nhìn người ta làm sao? Hả? Con không có làm cái gì sai hết á. Con chỉ muốn gia đình mình không khổ nữa, con muốn bán khôn khổ nữa. Ba đường thì bán gì dài nữa. Tao với ông nuôi mày khôn lớn vậy mày ăn nói vậy đó hả? Mày nói hay lắm. Tao có khổ thế nào cũng không bao giờ làm những chuyện giống mày. Dơ giấy. Ừ, tao dơ đó. Tao cặp với ông già đó. Nhưng tao không giống mày. Tao không vô tâm như mày. Cuộc đời mày chỉ biết ăn 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 thôi. Có bao giờ mày nghĩ cho cái gia đình được chưa? Chưa bao giờ. Tao không muốn nhà mà thiếu thốn. Tao không muốn ba má mày khổ. Tao không như mày. Mày nói gì? Mày nói tao ăn hả? Tao ăn cho mày coi. Con ăn được. Không ăn mình con anh. Không có lẽ. Không có lẽ mình con anh. Không ăn mình con. Không có lẽ mình con anh. Con ơi. Con. Con ơi. Con tôi sẽ hồi. Con ơi. Con ơi.